Xin chào anh em. Lại tiếp nối cái chương trình giới thiệu màn hình Android thì một số anh em hiện tại cái nhu cầu nâng cấp màn hình ấy rất là nhiều. Và một số anh em thì có hỏi trao đổi là vậy lắp cái sản phẩm màn hình nào, có cái giá mức phải chăng và tích hợp đầy đủ các tính năng. Đấy, thì hôm nay thì nhân tiện bác chủ nâng cấp một chiếc màn hình Android Cova. Đấy, thì cũng tiện đây em xin phép giới thiệu cho các anh em là cái sản phẩm Cova nó có phù hợp với cái phân khúc tầm giá và cái tính năng mà đã đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng cho anh em hay chưa và giá có phải chăng hay không. Đấy, thì đây là cái sản phẩm vỏ hộp của sản phẩm Cova. Sản phẩm Cova thì được bên Zetech phân phối. Đấy, nên là về chất lượng và chế độ bảo hành thì là 18 tháng. Đây là cái giao diện sản phẩm của em nó. Đây, về độ nhạy thì khá là ok. Và cái điều quan trọng ấy là chất lượng màn hình của Cova thì cho chất lượng màn hình khá là tốt, hiển thị video có thể lên tới được chất lượng HD anh em nhé. Video này đây này, có thể lên Full HD 1080 khi mà các anh em có thể xem các video chất lượng cao. Giá của Cova T1 thì giá niêm yết được là chỉ là 5 triệu rưỡi thôi anh em nhé. Đấy, về giao diện màn hình thì anh em có thể tùy chỉnh sang các giao diện hình nền khác, ví dụ như là hình nền này, anh em có thể chọn các cái màu sắc, màu đen, đấy, màu xanh, ví dụ là màu xanh thì màu xanh sẽ để như này anh em nhé. Cái điều quan trọng ấy là Cova thì có tích hợp sẵn camera hành trình. Đấy, anh em chỉ cần điều khiển bằng cái giọng nói rất là thông minh như này thôi. Mở camera hành trình. Đấy, chỉ cần mở, nó có lệnh mở camera hành trình thì nó ngay lập tức thì nó sẽ đã mở camera hành trình ngay lên cho các anh em. Đấy, các anh xem đấy, xem lại thì ở đây. Đấy, đây là các video xem lại. Đấy, các em kích vào đây là có thể ra ngay các video xem lại, ví dụ như này. Rất là tiện phải không anh em? Cái điều khiển của nó Cova rất là thông minh, ví dụ như này. Mở radio. Đấy, thì ngay lập tức là radio nó mở. Hiện tại là bác chủ là lắp cho con Vios. Đấy, chất lượng nhưng mà quay trở lại một tí, thực ra thì đúng đấy. Đấy, tất cả các cái kênh nhá, tất cả các kênh này các bạn từ 89, 90, 91, chất lượng âm thanh của Cova khá là ok. Đấy, đầy đủ các kênh luôn nhé. Mở thêm đi này. Mở VTV1. Đấy, cái tốc độ xử lý của Cova cho tốc độ xử lý khá là nhanh. Đấy, mở VTV3. Ngay lập tức ra VTV3 các bác ạ. Dẫn đường tới Hồ Tây. Đấy, tốc độ xử lý của Cova qua cái tính năng điều khiển giọng nói rất là nhanh. Đấy, và có sẵn cái tính năng điều khiển giọng nói. Đấy, điều khiển giọng nói minh và có sẵn biệt bác của chính hãng các bác nhé. Có tốc độ này, các bác có thể nhìn thấy và dựa tốc độ ở đây này. Đấy, nếu các bác còn muốn thoát cái bản đồ biến mất thì các bác kích ở phía dưới này cho em này. Kích phía dưới này, nó thoát này. Đấy, các bác nào mà muốn chi tiết mà muốn dẫn đường bằng Google ấy, thì các bác chỉ bật lên dẫn đường bằng Google, ví dụ như này. Dẫn đường tới Hồ Hoàn Kiếm bằng Google. Đấy, thì ngay lập tức nó sẽ ra Google. Linh cả với bác luôn cùng một lúc. Đây, Google. Đấy, các bác dẫn đường bằng Google thì cái bản đồ Google nó cho cái vị trí khá là chính xác và hỗ trợ các bác là di chuyển những cung đường ngắn nhất. Đấy, các bác trở về này. Cái điều quan trọng ấy là dòng Cova ấy thì nó cho cái chất lượng âm thanh khá là tuyệt vời. Thì
em cảm thấy đây, các bác nhìn này, ở cái phân khúc giá tầm 5,5 triệu mà có cái hỗ trợ chỉnh âm thanh mà có khá là sâu như này. Đây các bác nhìn này, chỉnh này, đi trong này, rất là sâu nhá. Tất cả những cái dòng tầm giá khoảng 5,5 triệu thì gần như là sẽ không có cái chỉnh âm thanh sâu như này đâu. Chỉnh âm thanh 32 giải kênh nên là cho các bác chỉnh cái chế độ và bass chat khá là chuẩn. Vâng, khá là ổn. Đấy, nó có phần lưu giờ chỉnh âm thanh riêng nên là có thể lưu giữ cấu hình. Ngoài ra các bác có thể chọn là những cấu hình có sẵn bắt đầu như này, hoặc là thẩm âm cho từng người thì bên em sẽ chỉnh theo chất lượng âm thanh cho các bác nghe là hay nhất. Đấy. Các bác có thể cài cả Bluetooth này, nhạc USB nghe nhạc phía trong. Đấy. Thì trên đây là em giới thiệu review sơ bộ qua cái dòng màn hình Cova. Đấy. Thì chỉ vừa rồi thì một số anh em thì có lên mạng chia sẻ là lắp một số cái màn hình không thương hiệu thì là cái chế độ hậu mãi thì của sản phẩm nó không được tốt, bởi vì là không thương hiệu thì các bác là lúc khi mà lắp xong thì anh em sẵn sàng có thể bỏ rơi các bác, vì là cha chung là không ai khóc, mà sản phẩm mà không thương hiệu thì không ai có thể đứng ra làm trách nhiệm. Mà riêng với dòng sản phẩm chính hãng như Cova, Jetix, đấy là sản phẩm mà được cái đơn vị phân phối nổi tiếng như là Jetix họ phân phối, nên là tất cả mọi cái tính năng về chế độ bảo hành đấy các bác liên hệ trực tiếp với bên em, đơn vị phân phối chính thức Carplus.vn là đơn vị phân phối chính thức của Cova, lắp đặt trung tâm lắp đặt Cova Jetix tại Hà Nội. Đấy, bên em sẽ hỗ trợ cho các bác, ngay cả việc là các bác không lắp đặt bên em thì bên em cũng hỗ trợ cho các bác nhé. Đấy. Sản phẩm giá niêm yết là 5,5 triệu, combo sẽ tặng kèm các bác là camera hành trình này. Đấy, camera hành trình này, Vietmap S1 chính hãng, định vị Jetix và thẻ nhớ. Đấy, ngoài ra thì đi kèm theo đó là tất cả các dòng màn hình là nó sẽ có cái dưỡng rắc gì như này. Đây, ví dụ như em đang lắp cho cái dòng mà Vios đời 2020 bản số sạc. Đấy thì là dưỡng rắc gì như này các bác nhá. Đấy, mỗi xe sẽ có một cái dưỡng rắc gì theo xe. À, đa phần là như vậy. Đấy, lắp đặt hoàn thiện cho các bác. À, hoàn thiện với giá là 5,5 triệu. Đấy, các bác mà có nhu cầu lắp đặt màn hình thì có thể liên hệ với bên em carplus.vn, là đơn vị cung cấp các cái giải pháp màn hình Android thông minh. Đấy, loa súp âm thanh nói chung là cho các bác. Đấy, cảm ơn các bác đã ủng hộ, và nếu mà các bác ủng hộ có thể đăng ký kênh chia sẻ giúp em. Chào các bác.